Trong bối cảnh những năm 60 của thế kỷ trước, Hàn Quốc là một đất nước với đầy những biến động và bất ổn xã hội. Thực tế thì đây cũng chính là quá trình đang dần lột xác để có những bước đi mạnh mẽ trên con đường phát triển của đất nước sau chiến tranh. Hai người anh em ruột với những lý tưởng sống khác nhau. Park Doo-chiler, với biệt danh là chú Samsic, luôn đề cao cuộc sống thực tế, ăn 3 bữa một ngày, kể cả trong lúc chiến tranh hay hòa bình thì đều duy trì như vậy cả. Còn Kim San thì là một học viên ưu tú của Học viện Quân sự Hàn Quốc lúc bấy giờ, anh luôn khát khao đưa đất nước đến một vị thế mà con người ở đó luôn sống tốt nhất có thể. Mở đầu tập 1 là cảnh Woo Hae Jun và Han Soo của băng nhóm Seo Daemun đang giao dịch dầu với người Mỹ thì cảnh sát ập đến, hai người đã nhanh chóng chạy thoát trong nỗi khiếp sợ. Bọn họ nghe danh Samsic đã lâu nên đã đi đến quán gặp ông ta. Ngồi đợi một lúc thì cũng đã được gọi lên gặp. Hai người không vòng vo mà hỏi thẳng ông chú liệu có lo liệu được việc thả người của họ bị CIC mới bị bắt hôm qua ra ngoài không. Ông chú nói sao đi nhờ vả mà lại ra cái vẻ trịnh thượng như vậy nhỉ? Các cậu vẫn mãi làm ăn còn con như vậy thôi à? Han Soo bị động vào lòng tự ái nên đứng dậy định đi về. Ông chú lại tiếp tục nói nếu như hai người chịu gọi ông một tiếng là ông chú Samsic, ông sẽ cho bọn họ khu của Yoon Pa-bong. Hai người họ không tin vì tên Yoon Pa-bong kia của đảng tự do không thể động vào được, nhưng ông một mực khẳng định rằng làm được. Ông còn gọi cô Kim đem 10 phong bì tới, chỗ tiền này sẽ là của họ và họ phải bẻ được chân của Yoon Pa-bong mang về đây. Ở một bối cảnh khác, Kim San đang làm việc chăm chỉ tại bộ nội vụ thì nhận được điện thoại của người yêu. Cô nói anh nay đừng tới nữa vì cô thấy có mấy kẻ khả nghi lảng vảng, nhưng anh trấn an cô yên tâm cứ ở đó đợi anh sẽ tới. Nói xong thì cũng là lúc ngài bộ trưởng tới, anh cùng đồng nghiệp phải rời đi. Chú Samsic bên này đang ngồi ngắm bản đồ, nhìn từ đây cũng thấy được nhà máy dầu Sehe. Ông đang ấp ủ các dự án, nếu thành công thì ông sẽ là thành viên chính thức của liên đoàn trong Gu, ông sẽ là người cầm quyền của lũ quý tộc. Ông đi ra ngoài thì chạm mặt tên Yoon Pa-bong, hắn đi tới đe dọa ông phải xử lý việc cho hắn, nếu không thì cả ông và hắn đều xong đời. Ông cố gắng trấn an hắn, nói hắn cứ yên tâm đợi, sau đó để hắn rời đi rồi mới hỏi đàn em đã báo cảnh sát bắt hắn chưa. Bên này Kim San đang ngồi báo cáo với bộ trưởng thì bộ trưởng nhận được tin tức từ tổng thống nên đã nhanh chóng rời đi. Kim San cùng đồng nghiệp đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, cũng đã mất rất nhiều công sức để chuẩn bị báo cáo về nền kinh tế hiện tại cho ông ta. Nhưng cái ông ta quan tâm bây giờ chỉ là tin tức tái tranh của tổng thống, còn tỷ lệ thất nghiệp cao như nào thì để sau hãng nói. Kim San đã hết lời thuyết phục nhưng ông ta chỉ nói rằng nộp lại báo cáo cho mình rồi rời đi. Bọn họ đã làm báo cáo cả 2 năm qua nhưng cũng đâu có ai giải quyết, điều này khiến cho Kim San rất bất bình. Chú Samsic đi đến nơi hẹn với tướng quân, vì ông ta trả tiền nên tướng quân mang theo cả đám lính đi ăn trực. Ông hỏi tướng quân có quen biết với Hong Yang-ki của bên CIC không, nhờ ông ta giúp thả cháu mình mới bị bên đó bắt vì tội trộm dầu của người Mỹ. Ông ta nói tên Hong Yang-ki này không dễ động vào đâu, hắn ta một khi bắt được ai thì nhất định biến người đó không có tội thành có tội. Chú Samsic nghe thấy vậy thì lại càng đắc ý, càng muốn tướng quân hẹn gặp người này nói chuyện. Kim San sau khi không trình bày báo cáo được với bộ trưởng thì rất bức xúc, đã vậy còn bị cấp trên khiển trách khi dám đứng lên chống đối thái độ với bộ trưởng. Anh tức giận bỏ về giữa chừng mặc cho cấp trên đang khiển trách. Trong khi đó, Bộ trưởng Choi đã đi đến văn phòng Chủ tịch nước để gặp Tổng thống. Ông ta vẫn muốn thuyết phục Tổng thống tái tranh cử nhưng ông nói mình đã nói rút lui rồi nên không thể nuốt lời. Còn cả Chu In-tae nữa, ông không nghĩ mình có thể đánh bại được anh ta. Bộ trưởng khẳng định rằng mình sẽ dùng mọi cách để giúp sức cho Tổng thống tranh cử thành công. Còn chú Samsic thì đã thuận lợi bước một chân vào giới quý tộc chính là liên đoàn Chong-gu sau khi giúp họ mua 60% cổ phần của nhà máy dầu Sehe. Ông đã chuẩn bị một bài phát biểu đầy cảm xúc nhưng đám người này chỉ quan tâm đến lợi ích nên cũng không muốn nghe ông dài dòng. Mọi người nhanh chóng ngắt lời ông và vỗ tay chào mừng ông gia nhập liên đoàn. Đang vui vẻ vỗ tay thì bất chợt ông Anjo sắp bị nhận được thông tin xấu nên đã rời đi. Ở bên trong họ họp bàn rất căng thẳng về vụ việc 8 công ty xăng dầu cùng lúc đưa ra thỏa thuận quái gở. Có vẻ như vụ nhà máy dầu Sehe đã đổ bể, Anjo sắp yêu cầu cho gọi Kang Seong Min đến. Chú Samsic sau khi nghe chuyện thì sợ rằng mình không được tham gia vào liên đoàn nữa. Tên Yoon Pa-bong cũng đang đi gặp Kang Seong Min, hắn đe dọa anh rằng nếu không lo liệu tốt thì hắn sẽ khai ra người đã sát hại con trai cả của Anjo sắp. Sau đó Kang Seong Min đi đến chỗ Anjo sắp, nhìn thấy chú Samsic ở ngoài nên anh đã nói muốn gặp riêng chú nói chuyện. Anh yêu cầu Samsic hãy lấy mạng tên Yoon Pa-bong, anh không thể để cho hắn đe dọa mình chuyện của An Min Chun mãi được. Chú Samsic lưỡng lự nhưng cũng đã đồng ý, sau đó Seong Min đi vào gặp Anjo sắp nói chuyện. Ông ta hỏi tội cậu tại sao lại để chuyện này xảy ra, nếu như con trai ông ta còn sống thì sẽ ngồi ở vị trí hiện tại của cậu mà làm tốt hơn cậu nhiều. Chú Samsic đang lo cho mạng sống của mình, nhìn cái cách Kang Seong Min lạnh lùng đòi xử Yoon Pa-bong thì người tiếp theo rất có thể là ông ta. Anjo sắp cũng lo lắng mình sẽ mất đi doanh nghiệp khi bên Petron Harvest cử đoàn thanh tra đến Philippines. Ông nhanh chóng sai Kang Seong Min đi đến gặp Bộ trưởng Choi và hứa sẽ cho ông ta mọi thứ ông ta muốn.
Bên này Kim San đã đi đến buổi thuyết giảng của Chu In-tae, con gái của ông cùng mọi người đang gấp rút chuẩn bị những khâu cuối cùng. Kang Seong-min cũng đã đi đến gặp Bộ trưởng Choi. Nội gián của chú Sam-sik cũng đã điện thoại báo cáo cho ông biết. Đám người của tên Yoon Pa-bong cũng đã sẵn sàng lên đường đi đến nơi thuyết giảng để phá đám. Chúng chưa nhận tiền của đảng đối lập để làm ra những chuyện này. Chú Sam-sik cũng đã tập hợp người của Han-su, 15 người của họ sẽ chiến đấu với 25 người của Yoon Pa-bong. Nhìn thấy chú Sam-sik lo liệu được cả bên cảnh sát nên đám người Han-su đã tin tưởng mà triệu tập thêm cho đủ 25 người cân xứng với đội hình bên kia. Buổi diễn thuyết đã chuẩn bị diễn ra với sự có mặt của đông đảo mọi người. Trong lúc ông Chu In-tae đang đứng trên bục thuyết giảng thì một người trong nhóm của chú Sam-sik đã ra ngoài cà khịa xử lý đám người của Yoon Pa-bong trong nhà vệ sinh. Han-su đi ra tiếp sức bằng cách khóa trái cửa nhà vệ sinh để cho người của mình xử lý. Bên ngoài xe của Yoon Pa-bong cũng đã đi đến và bị chăn bởi người của Sam-sik, hai người nhảy vào oánh nhau túi bụi. Bên trong này Chu In-tae vừa tuyên bố những âm mưu của Tổng thống thì liền bị đám người Yoon Pa-bong cải sắn đứng lên làm loạn, đập phá đồ, hơn nữa còn cầm cả gầy gộc lên định dùng vũ lực với ông Chu In-tae. Han-su đã một mình đi lên xử lý mấy tên này nhanh gọn, còn hét lớn gọi cảnh sát đến. Tên Yoon Pa-bong thấy tình hình không ổn nên đã chui xuống gầm xe tính bài chuồn. Một nghị sĩ thấy ông Chu In-tae đã rời đi liền lên tiếng nhạo báng ông hèn nhát, rồi chỉ trích ông là người của Cộng sản. Nghe thấy vậy Kim San thấy bất bình nên đã đứng ra bảo vệ, còn muốn giảng cho ông ta một bài. Cùng lúc đó, Kang Seong-min và Bộ trưởng Choi đang rất thư thái ngồi uống rượu với nhau. Bộ trưởng thấy Seong-min vòng vo nên đã trực tiếp lên tiếng từ chối giúp vụ khu phức hợp. Tổng thống không đồng ý vì nền kinh tế hóa như vậy chỉ có Cộng sản mới làm thôi. Kim San bên này cũng đã đứng lên sân khấu phát biểu. Anh nói về việc mình mong ước có một đất nước phát triển kinh tế chứ không phải cứ lo lắng về cái ăn mỗi ngày như đất nước mình. Anh đã được sang Mỹ học và cái anh ngưỡng mộ họ không phải là tàu bay mà là món pizza của họ. Chú Sam-sik nghe thấy vậy như thấy được điểm chạm nên đã ngồi lại nghe tiếp. Còn bộ trưởng bên này cũng đã lật bài ngửa muốn liên minh hợp tác với Kang Seong-min. Ông ta nói thời của Tổng thống và Anjo sắp qua rồi. Họ cũng đã hơn 80 tuổi, bây giờ là thời của hai người họ. Với tiền tài của anh cộng với quyền lực của ông ta thì ai đấu lại được. Ông ta sẽ giúp anh nắm quyền thống trị đảng tự do. Ngược lại thì ngoài liên đoàn trong gu ra anh có gì để đem ra đổi. Kang Seong-min nhìn bộ trưởng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bên này Kim San đứng trên bục dõng dạc tuyên bố về tương lai của Đại Hàn Dân Quốc, nhất định họ sẽ trở thành một trung tâm thương mại tiếp theo. Trước đó vẫn có những lời dèm pha nhưng với khí chất mạnh mẽ, lời nói đanh thép của mình anh đã thuyết phục phần đông những người ở lại cổ vũ ngài Chu In-tae. Chú Sam-sik ngồi đó mà cũng vô cùng tự hào. Sau bài phát biểu đầy đanh thép của Kim San, anh được mọi người hết lời khen ngợi. Có một nghị sĩ còn cho rằng anh là một nhân tài và tương lai sẽ là một chính trị gia xuất sắc. Sau đó anh cùng con gái của Chu In-tae ra về. Anh ngỏ ý muốn cùng cô đi xem ngài Chu In-tae thế nào nhưng cô nói không cần, có gì cô sẽ báo cho anh. Anh định rời đi luôn thì một chiếc xe hơi đi tới khiến cho gánh hoa quả của một bác bán hàng rơi la liệt ra khắp đường. Anh đi đến nhặt giúp bác những trái táo cho vào sọt thì chú Sam-sik đi tới. Chú bày tỏ với anh rằng bài phát biểu của anh rất xúc động, đặc biệt khi anh nói về pizza và cả ý niệm muốn một đất nước có thể ăn đủ 3 bữa một ngày. Điều này cũng chính là kim chỉ nam của ông. Ông đưa cho anh danh thiếp và hẹn gặp lại anh sau rồi rời đi. Chú Sam-sik đi đến nhắc nhở đám đàn em của Han-su hãy cẩn thận. Dù đã làm rất tốt chuyện hôm nay nhưng Yoon Pa-bong đã chạy thoát thì sớm muộn gì hắn và đồng bọn cũng quay lại trả thù. Sáng hôm sau, Kim San đã được lên trang nhất tờ báo tin tức. Cũng chính vì điều này mà anh đã bị bộ trưởng chuyển qua cục kiểm soát. Anh muốn tự mình đi thuyết phục ông ta mặc cho sếp ngăn cản, nhưng khi đi đến gặp chỉ được nhận lại thái độ thờ ơ cùng với ánh mắt khinh thường từ ông ta và Kang Seong-min. Trên tay Seong-min đang cầm bản đề xuất tái thiết đất nước mà Kim San đã dày công chuẩn bị trong 2 năm qua. Giờ đây ngồi kể lại mà Kim San cũng không thể nào quên ánh mắt ngày hôm đó. Anh rời bộ nội vụ mà không biết đi đâu, không biết tâm sự cùng ai. Anh đã nghĩ đến việc quay trở lại Mỹ và kinh doanh cái gì đó. Trong lúc đó, đám người của Yoon Pa-bong đã quay lại trả thù, không ngờ lại rơi vào bẫy của đám người Han-su. Hai bên nhảy vào oánh nhau toán loạn và Han-su cũng đã bẻ gãy chân Yoon Pa-bong như lời đã hứa với chú Sam-sik. Còn anh Kim San, khi đang ở tận cùng của tuyệt vọng, ngồi trong quán rượu một mình đã được người của chú Sam-sik đến mời anh đi gặp chú. Hai người gặp nhau, chú Sam-sik bày tỏ mình rất thích những đề xuất của anh ở Cục Tái thiết Quốc gia. Ông chia sẻ rằng mình sẽ có được tất cả những gì mà ông muốn từ mọi người. Và giờ đây khi nhìn thấy anh thì ông tin chắc rằng mắt mình không bao giờ nhìn sai người. Anh có thể trở thành Tổng thống hoặc ít nhất là Bộ trưởng. Ông nói tầm nhìn của anh rất giống ông ước mơ rằng sẽ xây khu phức hợp công nghiệp thật nhanh chóng trong 5-7 năm tới. Kim San hỏi ông rằng liệu ông có làm được hay không. Chú Sam-sik thẳng thắn nói rằng anh phải chia tay với con gái của Chu In-tae. Nếu anh trở thành con rể của ông ta thì việc này mãi mãi không bao giờ hoàn thành được. Dĩ nhiên với người lần thứ hai gặp gỡ anh không thể nào tin tưởng được, anh vẫn tiếp tục hẹn hò với Il-jin. Chú Sam-sik còn cho người theo dõi hai bọn họ rồi còn gửi gạo đến nhà cho anh nữa.
mẹ anh đã vui mừng biết bao khi nhận được bịch gạo. Chú còn đi tới mang đồ cho anh tặng bạn gái. Chú nói mình đã có một kế hoạch hoàn hảo cho riêng anh rồi, đừng vì tiểu tiết mà làm hỏng đại sự, mặc cho anh vẫn một mực bảo vệ tình yêu của mình. Chú đưa cho anh món đồ ăn vặt và bảo anh rằng ăn đi, no bụng rồi thì đầu óc mới rộng mở sáng suốt. Đúng thật, giờ đây nghĩ lại anh chưa bao giờ được ăn đồ ăn ngon đến vậy với mức lương ít ỏi của mình ở Bộ Nội vụ. Kang Seong-min lại đi đến bàn chuyện với Bộ trưởng Choi, tình hình bầu cử không khả quan lắm. Ông ta muốn anh lạm dụng chức quyền thay đổi luật địa phương nhằm kéo người dân về phe mình. Dù không muốn nhưng anh ta vẫn làm theo ý Bộ trưởng. Bên này, ông Chu In-tae cũng chính thức tham gia vào tranh cử Tổng thống. Ông còn ngỏ ý muốn Kim San gia nhập vào đảng đổi mới. Anh nói mình sẽ suy nghĩ. Il-jin biết chuyện liền bảo anh rằng mình vẫn muốn anh đứng ngoài chính trị thì hơn. Sau đó cô mua tặng cho cháu gái Jin à của anh một túi bỏng mang về. Kang Seong-min đi đến gặp ngài Park mong muốn nhận được sự ủng hộ của ông ta trong việc anh được đề cử vào chức chủ tịch ủy ban bầu cử. Anh ta thẳng thắn đề nghị ông Park đưa vài người đến làm việc ở ngoại ô. Ông Park nghe vậy liền hỏi anh ta định làm gì. Bên này chú Samsik mang hoa đến bệnh viện thăm tên Yoon Pa-bong. Ông nói sẽ giúp hắn giữ lại mạng và làm việc cho Chu In-tae với điều kiện là phải giao Đông Daemun cho đám người HASU. Hắn ta nghe xong thì liền cười lớn nhưng rồi cũng phải đồng ý thôi. Chú Samsik đi tới liên đoàn gặp Kang Seong-min, hôm nay họ có một cuộc họp. Anh ta thông báo với liên đoàn về việc mình sẽ trở thành chủ tịch bầu cử để đảm bảo cho tổng thống tái đắc cử thành công. Anh đưa ra đề nghị 30% số vay của họ sẽ được dùng để tài trợ cho chiến dịch của tổng thống. Nghe đến con số này mọi người thi nhau bàn tán vì con số quá lớn. Thấy vậy, ông Anjo sắp nói mọi người hãy nghĩ đến việc chúng ta có thể mất trắng số tiền đầu tư trước đó nếu không ủng hộ tổng thống. Kang Seong-min cũng đứng lên tuyên bố khi anh ta làm chủ tịch bầu cử thì liên đoàn của họ sẽ nắm quyền kiểm soát đảng tự do, rồi việc thúc đẩy khu phức hợp sẽ được tiến hành nhanh thôi. Mọi người theo lệnh của ông Anjo sắp miễn cưỡng vỗ tay vì họ vẫn cho rằng con số 30% là quá lớn. Chú Samsik ở lại nói chuyện với Kang Seong-min về việc của Yoon Pa-bong và xin tha cho hắn một mạng nhưng anh ta vẫn cương quyết muốn loại bỏ hắn. Nếu ông không làm được thì giao cho Tae-min xử lý, xong xuôi việc anh ta sẽ đưa Tae-min sang Osaka như ý nguyện. Chú Samsik không có cách nào khác liền liên lạc với trang trại muối nơi Tae-min đang sống để thông báo mình sẽ đến nó. Kim San bên này biết được cục tái thiết của họ tạm thời bị đình chỉ liền đi hỏi cấp trên xem đã xảy ra chuyện gì nhưng cục trưởng không muốn nói. Anh không thể để dự án của mình bị bỏ đi một cách uổng phí như vậy. Cục trưởng nói rằng đây là chỉ thị, buộc phải bỏ những ban ngành không cần thiết để tập trung cho cuộc bầu cử. Ông ấy cũng không còn cách nào khác. Kim San xúc động đi đến nói mình sẽ tiếp tục dự án tái thiết một mình. Mọi người cứ để tài liệu sang một bên sau đó bỏ đi. Anh về đến nhà thì đã thấy có người đã lắp điện thoại ở nhà mình. Chưa để anh suy nghĩ thêm thì chuông điện thoại reo lên. Người ấy không ai khác chính là chú Samsik. Ông một lần nữa khẳng định mình sẽ giúp anh và nói anh đừng tiếp tục thách thức vận mệnh nữa. Anh đi đến tòa soạn gặp Il-jin nói chuyện. Cô nói anh ngồi đợi mình một lát để mình làm nốt việc nhưng khi ngẩng mặt lên đã thấy anh rời đi từ bao giờ. Bên này chú Samsik cùng với Anjo sắp đang ngồi nói chuyện. Báo chí nước ngoài đều ủng hộ Chu In-tae khiến họ không tin tưởng vào Kang Seong-min. Chú Samsik đã nói rằng họ nên có một sự chuẩn bị khác và ông đã lên kế hoạch hoàn chỉnh rồi. Bọn họ sẽ lập ra một quốc hội riêng, liên bang Jong-gu sẽ kiểm soát toàn bộ đất nước và sẽ mua chuộc toàn bộ quốc hội. Kim San giờ đây đang kể lại toàn bộ mọi chuyện khi được thẩm vấn, khi được hỏi về chú Samsik, về cụ thể những việc ông đã làm anh đều trả lời mình không rõ. Cùng lúc đó anh cũng nhìn thấy Samsik bị trói dẫn vào.